Vâng, em xin mời tất cả các bác cùng mình chim chiêm ngưỡng cái con âm ly khủng của Marat 4004. Thì con này thì rất là đẹp, thì em test cho các bác cùng nghe và ngắm em nó nhé. Những con này rất là hiếm. Thì sáng vừa rồi về thêm con 2330 nữa. 2330 đắt hơn con này 2 triệu nha bác. Con này là 33 triệu, còn 2330 thì 35 triệu. Mời các bác cùng xem con 4004 này thì có cái đèn chỗ đây. Mình nghi và nó nhảy đã đó. Rất là khỏe nha. Em đang đánh robot thôi nha mà tiếng rất là hay. Em mời các bác cùng thưởng thức nha. Tiếng nó mượt, cực kỳ là uy lực. Con nào mà đánh JBL là những dòng loa của Mỹ như là JBL, những dòng 30 40 nha các bác, quanh rất là hay nha. Thì các bác nào mình yêu mến kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video hàng về mới nhất, thì hàng về chuẩn bị tốt cho tất cả các bác, toàn hàng đẹp và hàng chất lượng cho các bác không nha. Số điện thoại của em nha các bác. Đây là ba cái ba lăng trái phải. Hàng khủng nên trang bị rất là nhiều nha các bác. Nhìn rất là rối. Rất là nhiều hiệu chỉnh và hệ thống chỉnh âm thanh. Rồi em dừng video nha, thì làm video test sơ để các bác cùng ngắm cái con 4004 nó hoạt động và đèn nó nhét từng như thế nào. Đấy, nó nhảy rất là vui nha các bác. Để cho người mình nghe nhạc mình thấy nó nhảy cũng rất là thích nha.